like, một subscribe, cũng đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo cho mình. Hiện tại thì kênh mình chỉ có 1,8 người đăng ký mà thôi, còn lại những người còn lại là chưa được đăng ký đó các bạn hãy nhấn nút đăng ký để mình có thêm động lực làm video thêm nhé các bạn. Còn bây giờ thì vào video nào, let's go. Hello anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục tựa game Blackfoot rồi. Và hôm nay mình sẽ làm cái gì trong cái video này? Thì hôm nay mình làm cái video là mình sẽ bỏ trái Dragon, mình sẽ lấy trái Sinnoh. Nghe cái này vài cái chữ thử chứ. Nhưng mà không sao, mình sẽ quyết tâm bỏ luôn trái Dragon. Vì mình không xài trái Dragon nhiều, mình muốn test một cái trái mới như trái Sinnoh. Bởi vì bữa giờ mình đâu có tiền để mình mua một trái Sinnoh đâu. Hôm nay mình lại có một người anh em mình có đúng cái trái Sinnoh, mình lại xin bạn ấy một trái Sinnoh. Ok, bây giờ là mình sẽ ăn nó vào để mình test thử cho anh em nhé. Nhưng mà chắc khi mình test thì ai cũng biết hết rồi ha, tại vì mình ra video trễ quá hả. Ok, đây mình cầm trên tay này, mình bị lắc quá. Đây, nó khá là đẹp nhỉ. Mình sẽ vào đây, mình ăn nó thôi anh em ạ. Ăn thôi, ăn gạo, rồi ăn. Ức. Thì bữa giờ mà tôi không cài, cuối cùng thì tôi gái xe nồi, thì tôi chỉ có level 1 thôi anh em ạ. Tổng thảo 1 thôi, bây giờ tôi sẽ bỏ thời gian rồi tôi cài. Trước khi tôi cài xong thì chắc tôi cấp level hết luôn rồi đó anh em ạ. Ok, bây giờ đi cài thôi nào, let's go. Cài xong thì tôi cấp hết luôn rồi anh em ạ. Cái cấp tôi đã đạt tối đa luôn rồi, hay quá. Ok, bây giờ tôi sẽ đi test cái trái Sinnoh cho anh em xem. Tôi tin chắc chắn đây chính là chiêu dách rồi anh em ạ. Cái chiêu dách này không biết bao nhiêu đam, mà mong là nó sẽ cao hơn xíu để mình có thể PvP. Ok, chiêu dách này. Đấy, 3427. Ok, nói chung cũng ổn định, cũng tạm được. Bây giờ mình sẽ test lại lần thứ hai này. Ôi, chiêu cũng hồi cũng khá là nhanh đấy anh em ạ. Ui. Mình sẽ test lại cái chiêu dách này anh em ạ. Chiêu dách đấy, bằng 3744 ạ. À, cao hơn rồi nè. Hơi một xí anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tới chiêu ít này anh em ạ. Chiêu ít đây. Chiêu ít là cái gì đây? Chiêu ít là một cái chiêu là cái lốc xoáy này ạ. Đam tới 3807 luôn. Đấy. Nói chung là cũng hơi đau thôi anh em ạ. Ok, bắt đầu giờ mình chiêu sơi này. Ủa, chiêu ít lại chứ anh em ạ. Chiêu ít đấy. Giảm 3807 anh em ạ. Ok, lại chiêu sơi này anh em. Bắt đầu tới chiêu sơi này. Chiêu sơi nhiêu đam đây? 2856 à. Ui, nó còn yếu hơn chiêu dách và chiêu ít hồi nãy. Nó sẽ sử dụng cái chiêu, nó chính là chiêu V anh em ạ. Chuẩn bị thôi, chuẩn bị nè. Đây, để sử dụng chiêu V coi nó bao nhiêu đam nha. Wow, chiêu V. Ui. Đam cao mà. V đó chính là một cái chiêu mọi người gọi là khi mà anh em sẽ bật cái V lên đó. Nó có thể là khi ai mà bước vào cái dòng V ấy, nó sẽ bị tự hút máu luôn anh em ạ. Giống như là kiểu nó kiểu tiếc nó tự quýnh luôn anh em ạ. Mấy cái dòng nó tự quýnh cho mình không cần phải quýnh đâu. Khi bước vào đó nó sẽ dễ là bị gây đam. Một số đam khá là to anh em ạ. Nói chung cũng cái trái này bị quý chắc coi chừng cũng khá là ngon đấy anh em ạ. Bây giờ mình thử lên chiêu bơi nha anh em. Đây, anh em nhìn kìa, nó lên rất là nhanh luôn anh em ạ. Đấy, mình không cần làm gì nhiều. Nó lên tới 17.000, 20.000 luôn. Lên tới 30.000 anh em ạ. Mình sẽ sử dụng chiêu F nha anh em. Bây giờ mình test cái bộ phát xíu nữa. Mình sử dụng chiêu F cho anh em xem nhé. Đây, chiêu F là chiêu bay nè anh em ạ. Nhưng mà nó có khả năng như sao anh em biết không? Là nó có thể gây đam cho đối thủ được luôn anh em ạ. Đây. Khi anh em bay gần, đối thủ sẽ bị mất máu anh em ạ. Đấy, nhưng cũng khá là đau hết anh em ạ. Anh em chỉ cần bay thôi. Cái này nghe nói chung là khi mà đối thủ mà gần còn yếu máu ấy, anh em có thể dùng bay được. Đấy, dùng bay. Nhưng mà nó cũng đau lắm anh em ạ. Nhìn cũng chiêu chiêu hết nhà bay vòng vòng mà cũng gây đam. Nói chung là cái trái này mình thấy là nó khá, cũng rất là mạnh đấy anh em ạ. Đây thì nói chung là mình test tới đây thôi anh em ạ. Nói chung là video tới đây cũng không biết nói gì nhiều nữa anh em ạ. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây. Mình nếu anh em thích video này nhớ để lại cho mình một like và cũng đừng quên những cái chuông bên cạnh để nhận thông báo với mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ.